tuyệt vời. Nhìn khung cảnh dưới đáy đại dương thật là tuyệt vời, phải không các bạn? Thì trong lúc đợi chờ, mình cũng review xung quanh cái khu thủy cung này để cho cả nhà xem qua một chút cái không gian xung quanh của chú, cái nơi biểu diễn người cá này, để cho cả nhà xem ngắm cảnh đại dương một chút nhé. Đây, cả nhà nhìn những loại cá này. Đây, chú là chú cá đuối cả nhà. Nhìn ở đáy đại dương rất là phong phú, phải không cả nhà ơi? Cả nhà nhìn cái mắt của nó, cả nhà trông rất là dữ dằn. Rất là nhiều các loại vi sinh vật, rất là đẹp, còn phong phú hơn ở trên núi, ở trên đất liền, phải không cả nhà? Đây có các loại cá nhìn trông rất là ngộ ngộ, mình cũng không biết cá gì. Đấy, cả nhà nào biết thì hãy comment cho mình nhé. Nhìn như là con rắn vậy đó. Đây, cả nhà nhìn thấy này, các khán giả rất là đông. Đấy, cả nhà nhìn rất là đông. Đây là cũng nhìn khuôn mặt quen quen này, phải không? Đấy, rất là quen. Đấy, người nhà của mình. Rất là nhiều khán giả đang đợi chờ và háo hức xem cái màn biểu diễn người cá này nó như thế nào. Thì cả nhà biết không, thường là 11 rưỡi đến 12 giờ thì chương trình người cá mới bắt đầu biểu diễn. Đấy, đấy phía sau là những cái hồ cá, rồi những cái phong cảnh trang trí bốn bên trông rất là đẹp, phải không cả nhà? Cả nhà biết không, cái khu vực Nha Trang rất là nhiều khách du lịch người ngoại quốc này cả nhà, nhưng theo mình được biết thì hầu như người Trung Quốc cũng rất là nhiều tới du lịch. Hãy nhấn vào đăng ký, nhấn vào quả chuông để sớm có một video thông báo mới để xem cả nhà. Thì không để cả nhà hãy lâu, thì mời cả nhà hãy hướng lên trên màn hình để nhìn cái tiết mục người cá bắt đầu như cả nhà. Đây là chương trình người cá bắt đầu với cả nhà ơi. Một màn ra chào hỏi rất là đẹp, rất là thân thiện. Tại vì cả nhà biết không, mình để video nguyên thủy của khu vực thủy cung này bị nhạc rất là lớn nên bản quyền, nên mình phải lồng tiếng cả nhà. Thì trong video có gì sai sót thì mong cả nhà hãy hoan hỉ cho mình nhé. Thì trong các chương trình video mình quay về các ngoại cảnh thì mong cả nhà hãy ủng hộ mình để mình có thêm kinh phí để mình làm những cái công tác từ thiện, giúp những mảnh đời khó khăn trong cuộc sống cả nhà. Cái khu thủy cung này, cái màn hình cũng rất là rộng cả nhà. Nhìn cái bể bơi rất là rộng, cho nên là thành thử nhìn người bơi trong đấy cũng khung cảnh rất là đẹp. Người ta thả cả cá nhìn rất là đẹp cả nhà. Đấy, những cô nàng tiên nữ, gọi là nàng tiên cá này cả nhà ơi. Rất là đẹp, một phong cảnh thật là tuyệt vời, không còn gì để bàn cãi. Đấy, những thiếu nữ mặc những bộ đồ người cá rất là đẹp. Thì mình cũng lần đầu tiên đi thưởng thức và cũng như gọi là ngắm cái cảnh người cá như thế này đấy cả nhà. Thời công nghệ 4.0 cũng thật là tuyệt vời, giúp cho những người bạn ở phương xa không có tới được những cái nơi này để xem, thì cũng
có cái cơ hội để bạn bè anh em đưa lên những cái hình ảnh như này để xem. Cả nhà nhìn thấy cái khu vực trang trí ở cái bể bơi nhìn như là một cái đáy đại dương phải không cả nhà? Trông rất là đẹp. Toàn bộ những cái khung cảnh trang trí rất là hài hòa. Nhìn san hô rồi cá tự nhiên rất là đẹp. Thật là tuyệt vời. Không hổ danh là một cái nơi du lịch của một thành phố Nha Trang. Thì cả nhà biết không, hiện tại mình các bạn đang xem đây là thuộc đảo Bơn, gọi là Thủy Cung của thành phố Nha Trang cả nhà nhé, thuộc tỉnh Khánh Hòa. Nếu như các bạn nào có dịp thì hãy đi ra khu vực đảo Bơn. Thì đảo Bơn nó có hai cách để ra ngoài đấy cả nhà. Một là các bạn đi bằng tàu đi ra, hai thì các bạn đi bằng cáp treo. Đấy, tùy theo các bạn lựa chọn. Như mình thì mình đi theo hai cách. Đi ra thì mình đi bằng tàu, quay về thì mình đi bằng cáp treo. Đấy, thì mình sẽ trải nghiệm được hai thứ luôn. Các bạn nhìn những con cá người ta thả trong cái bể này rất là đẹp phải không cả nhà? Rất là nhiều các loài cá khu vực đảo Bơn này, thật là một phong cảnh tuyệt vời. Đấy, nhìn các bạn nhìn thấy người cá rất là đẹp, rất là dễ thương, mặc những trang phục người cá bơi lặn rất là. Nhìn các thiếu nữ bơi bơi lộn rất là đẹp. Bơi này cũng bơi thường, không có bình oxy dưỡng khí. Các cô gái bơi lặn rất là tuyệt vời. Những đĩa chào thật là dễ thương. Những bộ đồ của người cá phải nói thật là đẹp. Thật là tuyệt vời, những màn biểu diễn múa rất là đẹp. Cả nhà xem thấy hay hãy ủng hộ mình và cho mình một like cả nhà nhé. Thì trong video này mình lồng ghép tiếng nên thỉnh thoảng có gì sai sót mong cả nhà hoan hỉ cho mình. Tại vì mình quay cái thước phim này để tự nhiên thì bị ảnh hưởng nhạc bản quyền nên mong cả nhà hoan hỉ. Đây cả nhà nhìn thấy khán giả rất là đông. Để xem đây cả nhà. Nhìn những đuôi cá của người cá thật là đẹp. Những màn biểu diễn nhào lộn thật tuyệt vời. Người cá biết vẫy chào với thả tim. Thì trong video cũng hơi dài nên mình cũng xin phép cô dì chú bác cho mình được dừng tại đây. Một lần nữa mình cảm ơn các cô dì chú bác và các bạn rất là nhiều đã ủng hộ mình và theo dõi mình. Xin chào tạm biệt cả nhà nhé.